Kính thưa Thầy, người đang tu chưa chứng đắc được gì về pháp môn giới, định, tuệ mà vội lập đạo tràng để giảng đạo cho các người khác tu tập, thì số phận người giảng sư lẫn các hành giả sẽ đi về đâu trên đường tu tập? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: chẳng đi đến đâu cả. Giống như một người mù dắt đường cho tất cả những người mù khác để ra khỏi rừng sâu núi thẳm, nhưng không ngờ mọi người đều sa hầm lọt hố và chết chìm nhau cả đám. Con người vì đắm mê danh lợi, tu chưa tới đâu mà vội đem ra dạy người là người háo danh, người tham danh mà Thầy thường gọi là tưởng giải. Kinh sách Đại Thừa dạy, một người vừa tu vừa dạy người khác tu là Bồ Tát độ chúng sanh. Kinh sách này khuyến khích những vị tỳ kheo và những cư sĩ thọ Bồ Tát giới thực hiện Bồ Tát hạnh, nghĩa là tu sĩ vừa tu vừa hành Bồ Tát đạo, tức là mình vừa tu vừa dạy người khác tu. Còn cư sĩ vừa học tu lại vừa bố thí, cúng dường và làm việc từ thiện, cũng có khi dạy người khác tu hành. Thật là đau lòng cho Phật Pháp. Người ta lấy sự học mà dạy đạo, chứ không phải lấy sự tu chứng mà dạy. Vì thế, Phật giáo đi dần về phía tà đạo, không có người tu chứng nữa. Kinh sách này dạy như vậy có đúng đường lối của đạo Phật hay không? Không. Đức Phật dạy người phải tu cho mình được giải thoát, xong rồi mới dạy người khác tu. Trường hợp như ông Phú Lâu Na, khi tu xong đến xin Đức Phật đi độ chúng sanh. Đức Phật trắc nghiệm thấy ông đủ khả năng độ chúng sanh, liền chấp nhận cho ngài đi. Đó là sự cân nhắc rất kỹ của Đức Phật khi người đệ tử ra đi làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu không trắc nghiệm và cân nhắc như vậy, thì một vị thầy tu hành chưa xong mà vội ra hướng dẫn người tu hành, thì đó là giết người và giết nhiều thế hệ con người, vì mình chưa đủ đạo đức làm gương sáng và kinh nghiệm dạy đạo. Dạy người bằng miệng lưỡi nói được mà mình làm không được, tức là nói láo. Hầu hết các giảng sư hiện giờ đều dạy người tu nói láo như vậy. Bởi kinh sách Đại Thừa đã truyền thừa cho đến nay, đối với tu sĩ Phật giáo tu hành chẳng ra gì, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, chỉ toàn là những hạng người chạy theo danh lợi, buôn Phật bán pháp, làm chuyện tồi tệ phi đạo đức. Chỉ cần dùng những danh từ tu Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh là cao thượng, là bịt miệng tín đồ dễ dàng. Ngoài đời, người ta muốn làm một việc gì thì cũng phải học tới nơi tới chốn mới làm nên việc đó. Ví dụ như muốn làm một bác sĩ thì phải học 7-8 năm, sau khi tốt nghiệp ra trường y khoa mới chính thức là một vị thầy thuốc, chừng đó mới trị bệnh thiên hạ. Nếu vừa học vừa làm bác sĩ trị bệnh thì chắc chắn không trị bệnh nhân mà là giết bệnh nhân, cũng như các giảng sư Đại Thừa Phật giáo bây giờ là vậy. Giống như con chim học nói tiếng người, nói mà chẳng biết gì cả, chẳng tu mà dạy người tu, thì cũng giống như một người mù dắt bầy người mù đi.